sự ở đây khung cảnh về cái động và khu lịch sử thì mình sẽ đọc qua những bát bạn biết thì khi chúng ta mà vào đến cổng trong thì chúng ta cũng có thể nhìn thấy được là khu vực bên ngoài cổng tham quan thì có cái nội quy và đấy là động. Khi mà tiến lên chúng ta thì chúng ta sẽ lên cái động trên này đó, động trên này đây này, chúng ta chỉ nói về con nội quy khi chúng ta vào động và chúng ta chấp hành nghiêm chỉnh. Và bên này thì khu bên này là cái là nội quy là của khi vào động và kinh môn. Và đây khi chúng ta vào tham quan động thì chúng ta hãy đây là động khu di tích lịch sử, động kính chủ các bạn ạ. Đây là động kính chủ, là một danh lam cổ tích lưu giữ nhiều giá trị văn hóa ấy, trong hệ thống dãy núi đá vôi Dương Lam còn gọi là Bổ Đà. Đấy, thì mình cũng đọc qua tóm tắt một chút cho các bạn biết về cái khu di tích lịch sử này. Thì đây là động mẫu, động mẫu thì tí nữa thì chúng ta sẽ đi qua cái động mẫu của khu vực bên này. Vậy chúng ta hãy cùng nhau lên động. Thì đường lên động thì chúng ta hãy nhìn qua cái bản đồ đây này. Núi Dương Nham thì có 1, 2, 3, 4 động. Thì mình sẽ lên cái động khu trên này trước các bạn nhé. Ở đây cái khuôn viên khung cảnh ở trên này là cũng khá là trong sạch và thanh bình. Chú ơi, cho con gửi cái xe trong đấy nhé. Vâng, con để đây. Vâng, thì đây là nối lên động nào đấy ạ? Đây là nối lên động nào đấy ạ? Không, cái đường ở đây có 4 động nhưng mà cái động này là đây là động chính. À, đây động chính nhỉ cơ? Động chính trên trên này. Vâng. Và động mẫu ở phía bên này. Vâng. Và động mẫu nước ở phía bên này. Vâng. Có 3 động, còn động vâng. Lên đây thì cái động chính và vâng, lên vâng. Cháu vâng, cháu và vâng. Cháu lên trên này một hôm chút. Đây mà quay này thì rất là đấy. Vâng. Thế nào đâu về? Cháu ở chờ Bắc Ninh về. Ở Bắc Ninh về. Vâng. Cháu ở Bắc Ninh từ thành phố Bắc Ninh về đây mất mấy chục cây ạ. Cháu cũng đi động đi chùa Nhâm Dương với cả đền Cao Phụ. Cao bên... rồi vâng. Đi phải Nhâm Dương rồi vâng. Đi từ sáng giờ thì vào chỗ đi sáng sớm ấy. Thì sáng sớm ấy, xuống đây thì xuống đây là vâng. Coi như là có cái di tích của vâng. Kinh môn thì có được Thủ tướng Chính phủ công nhận là 3 điểm. Vâng. Nhất là ở đền Cao Phụ chắc vừa lên rồi. Vâng, cháu vừa lên đấy xong. Kính chủ. Vâng. Thứ ba là chùa Nhâm Dương. Vâng. Nhâm Dương vào rồi. Vâng, cháu vào chùa Nhâm Dương rồi. Chùa Nhâm Dương cũng đang trùng tu. Đang trùng tu lại, tu sửa lại. Ở trong cái sửa lại thì đang sửa cái gì? Đang sửa lại cái phần để cái phần mái á. Phần vào phần mái ở phần đang hàn xì mới cả nắp ráp thêm một chút. Chắc là cũng lâu quá rồi. Đây vừa rồi mới sửa lại nhà sắp lễ. À vâng. Ở đây có cái dãy núi đẹp quá. Vâng. Đây xong tí nữa đi tham quan mình lên trên có độ sơn trang và trên đỉnh cái chỗ lúc mà vâng. Đây các bạn này, nhìn ở trên này là cái hang động trên này. Bây giờ thì mình sẽ nói qua một chút về những cái bức bia giữ lại cái lịch sử cách đây mấy trăm năm. Thì mình sẽ đọc qua đây một chút thì nó rõ hơn. Đọc chữ ở đây thì đây là cái bản này đã được dịch ra. Đây đã được dịch ra đây rồi ạ. Bảo cái khu di tích lịch sử này đã được dịch cho tiếng Việt ra đây rồi. Vâng. Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Động Kính Chủ. Vâng. Còn
Ba Trầm số 18 từ đến đây đã trải qua mấy chục năm rồi. Tính từ năm 1442 này đã trải qua là cũng gần 600 năm rồi. Và ở đây thì các bạn có thể nhìn thấy với những bức bia đá được khắc trên vách đá. Bây giờ thì cũng đã bị mờ rồi. Và những cái sự tích mà các bạn có thể nhìn thấy là cái dấu bằng bút chữ ngày xưa thì cũng đã bị mờ mất rồi. Tuy rằng bây giờ cũng rất chi nào để mà dịch thực ra thì các bạn có thể hiểu được là đã trải qua gần 600 năm và những cái bức tượng bức bia đá được như này của ngày xưa được đặt trên một cái vách đá rất chi là hiện đại và công phu. Tuy rằng chữ thì các bạn có thể nhìn thấy cũng đã là mờ, cũng có một chút là chữ cũng rõ nhưng mà cũng bị phần nào bị mờ đi trong cái quá trình. Vâng, chào bác, cháu đang nói về cái này một chút ạ. Thì các bạn có thể hiểu được là trải qua gần 600 năm thì trên một vách đá như thế này thật sự là quá là vĩ đại. Là một khu di tích lịch sử quốc gia đã để lại thì còn dấu tích khá là nhiều. Khi chúng ta vào tham quan thì các bạn nhìn thấy đấy là một động. Và các cái bức trên này cũng là một cái bức cái phần bia của Cố Lê Thiên Tông. À vâng, thì các bạn có thể nhìn thấy là 487 đã trải qua hơn 500 năm rồi, cũng đã mờ các bạn nhỉ. Nó ẩm ẩm thì nó sẽ đổi cái chữ lên được. Wow. Thì mình xin phép máy quay mình đặt mấy đồng lễ đây các bạn nhé. Động tiên Sơn Trang đây, nổi lên trên này thì khá là cái khung cảnh hôm nay thì trời khá là mát đó, mát mẻ. Ở đây thì có một cái cảnh giống như kiểu là tiên cảnh ở xa xa kia, có cái núi đẹp quá các bạn ạ. Quay chậm một chút các bạn. Đây cái đường nối lên động là Sơn Trang, động tiên và động Sơn Trang ở trên này các bạn. Đây là cái lối động ở dưới và mình leo trên này nhé các bạn. Wow, khá là cao đấy các bạn, không phải đơn giản một chút nào. Trên này thì khá là nóng. Dưới đây các bạn này thăm quan động ở trong các bạn nhỉ. Là khu vực động chính các bạn nhỉ. Động chính đây, quay cho bạn xem cùng vào bên trong này. Các bạn khu vực động trong này các bạn nhỉ. Khuôn viên đây khá là rộng và mát các bạn. Trên kia mình thì có cái hang động khá là cao. Chúng ta hãy cùng đi vào trong này. Vâng, cháu vào trong này một chút. Vâng. Cây thị, cây ấy khá là cổ các bạn, khá là lâu cực kỳ luôn. Khuôn viên ở trong này khá là mát. Đây là cái đường đi xuống các bạn, khá là dốc luôn, cái đường đi xuống này. Đứng ở trên này nhìn thấy cái cửa động các bạn, cửa động vừa dưới, rồi xuống các bạn này.
đến đây thì về mùa hè thì theo mình nghĩ các bạn nào không có sức khỏe chắc không lên được. Mình đi đây thấy trùng chân. Bây giờ ta hãy cùng nhau xuống qua động ở phía dưới. Tiền vào động Sơn Trang các bạn. Chắc là động tiên các bạn. Ở trên này bên này có sâu. Wow, mình leo đây mệt quá. Trời mùa hè mà các bạn leo lên thì khá là mệt các bạn. Động ở trên này cũng vậy các bạn. Trên này cũng có mấy bức tượng bằng đồng Phật ở trên này. Trên cao các bạn, mình giơ máy quay cho các bạn nhìn thấy cũng khá là cao các bạn. Và trên này cũng để lại rất chi là nhiều cái khu di tích lịch sử. Đây các bạn có thể nhìn thấy cái khu bia này, các bạn có thể nhìn thấy là cái chữ nho các bạn. Đây là được gọi là động kính chủ. Thank you.
một chút, 1938 hay là ba mấy thì các bạn thông cảm là nó cũng mờ rồi. Thế nên ra là phần đọc cũng hơi khó đọc một chút. Đây là khu bên trong động tiên các bạn. Đường đi vào trong khu động tiên này khá là rộng, dài. Đường được lát đá gạch rất chỉnh sạch sẽ, thoáng mát. Nhìn vào đây công nhận là mình thấy nó thanh bình và yên tĩnh, thoáng mát cực kỳ luôn. Hai bên cũng có trồng ít hoa súng này. Hai bên là hàng cây nhãn này. Khá là mát mẻ. Wow, còn xa phết. Động kính chủ này cũng khá là nhiều động, do được nằm ở một cái dãy núi của Kinh Môn Hải Dương thì nên có cái lợi thế là nhiều hang động hơn, được cái dãy núi đá vôi được bao quanh nên là động nhiều động hơn. Nhưng tuy rằng động thì động nhỏ thôi chứ không phải động mà động sâu. Đấy, nơi thờ Trần Nhân Tông nằm ở trong này. Đó, mình sẽ vào trong động thang tiên này một chút. Đây là cái khuôn viên bên ngoài. Trời lúc nãy chưa có nắng, đang hình nắng cũng khá là mát. Wow, dãy núi đá cao chót vót. Về đến được ạ. Động trong này khá là to, không biết là có điện hay không. Nó xây cổng tam quan. Wow, đây các bạn, xây cổng tam quan hai bên, có hai bên người đứng canh gác. Đây các bạn, nghe vào động thấy có cái bát hương này khá là lớn trong này. Hình như không có điện thì sao, trong này không có điện không, không biết nào bật điện đâu. Giếng ở giữa đất trời nên, và điều đặc biệt hơn các bạn có nhìn thấy cái lỗ hổng đây, bàn thờ Đức Chúa Ông. Đây họ tạc một cái con voi, các bạn nhìn này giống y như là một con voi các bạn. Con voi thò cái nhà xuống đây đó, các bạn nhìn thấy không, y như một con voi luôn. Chắc là hết rồi các bạn, không còn hết rồi. Đấy các bạn, nhìn vách núi đó, treo leo luôn. Bây giờ mình đi xuống đây, tỉnh một chú voi giống mấy con voi thò đầu giống hút nước. Điện nó hơi tối các bạn. Bây giờ ra ngoài các bạn. À, cái video này mình cũng giới thiệu qua cho các bạn biết về khu động kính chủ của Kinh Môn Hải Dương. Thì có thể các bạn hãy để lại cho mình cái lời comment ở phía dưới để đóng góp ý kiến tâm lý video nó tốt đẹp hơn. Video bây giờ thì mình cũng xin được khép lại cái video tại đây. Chào tất cả quý vị các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong chương trình video tiếp theo nhé.